Quan chức Hoa Kỳ cho rằng việc Philippines mua vũ khí từ Nga có thể gây ảnh hưởng xấu tới quan hệ đồng minh giữa Manila và Washington. Tuyên bố này được đưa ra sau thông tin Philippines đang nhắm tới các tàu ngầm tấn công diesel điện theo đề án 636, còn gọi là lớp Kilo, do Nga sản xuất nhằm tăng sức mạnh cho hải quân của nước này. Việc ký biên bản ghi nhớ sẽ là bước tiếp trong quá trình hình thành lực lượng tàu ngầm của Philippines. Vào hồi cuối tháng 7, nước này xác nhận đang tìm đối tác cung cấp tàu ngầm và nghiên cứu học thuyết tác chiến dưới mặt biển. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines là Delphine Lorenzana hôm qua đã lên đường tới Nga với mục đích chuyến đi là không được thiết lộ. Nhưng nguồn tin giấu tên cho biết là ông sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và nhiều quan chức quân sự cấp cao tại thủ đô Moscow.